Xin chào quý anh chị, hôm nay em muốn giới thiệu cho anh chị một miếng đất ở ấp 4 Trừ Vân Thố. Đây là những miếng đất đã được phân lô tách thửa và đã có thổ cư hết rồi. Đường này chạy thẳng ra ngoài kia là đường mòn Hồ Chí Minh. Thì chút xíu nữa em sẽ ghim vệ tinh cho anh chị thấy. Đấy, nhà dân rất là đông nha. Đầu kia nhà dân rất là đông. Và lối này là ra đường liên xã và rẽ phải lên chợ mới ấp 4 Trừ Vân Thố, và miếng đất của em là ở đây, ngay cái chỗ hai hàng gạch này đã được xây bao ở hai bên, và với diện tích là 5, dài 26, có 50 mét thổ cư, và giá là 550 triệu một nền. Vâng, và ở đây là cái đường mòn này chạy thẳng ra đường mòn Hồ Chí Minh. Tầm khoảng 200 mét, và từ đây chạy ra ngoài đường liên xã tầm khoảng 200 mét nữa. Thì và từ đây chạy ra đường liên xã 200 mét và đi rẽ phải đi lên khu chợ mới ấp 4 Trừ Vân Thố thì tầm khoảng là 500 mét. Như vậy là 700 mét bán kính từ đây cho lên chợ mới ấp 4 Trừ Vân Thố và khu công nghiệp Trơn Thành 1, 2 á, là tầm khoảng 700 m cho đến 800 m, với diện tích là 5, ngang 5 và dài 26, trong đó có 50 m thổ cư. Và đường này là đường thông, đường này là đường thông, và tương lai cái đường này là đường sẽ được đổ bê tông, từ đường đổ bê tông để nối liền từ đường liên xã ra đường mòn Hồ Chí Minh, là một cái con đường một con đường huyết mạch nối liền giữa đường mòn Hồ Chí Minh và đường liên xã. Và dân cư ở đây thì không còn phải nói nữa. Đấy. Thì dân cư ở đầu kia rất là đông. Đấy. Vâng, thì nhà dân ở đây ở đất cũng rất là đông. Và miếng đất thì nó nằm ở đây ạ. Vâng, đây. Miếng đất ở đây ạ. Đấy. Xung quanh dân ở kín nha. Thì nếu như anh chị nào có nhu cầu mua để đầu tư hay là nhà ở thì đây là một miếng đất rất là thích hợp cho anh chị em công nhân. Với cái tài chính khoảng hơn 500 một chút xíu thì anh chị có thể mua được một miếng đất có thổ cư để xây nhà đầy đủ. Đấy. Đất đã được phân lô này. Đó. Và xây bờ bờ rào hết rồi. Đấy. Rất là đẹp luôn á. Đường đá mi nhá, đường đá mi tuyệt vời luôn đấy. Thì anh chị nào có nhu cầu đầu tư thì hoặc là mua để xây nhà ở thì đây cũng là một miếng đất để anh chị có thể mua để đầu tư và xây nhà ở. Bây giờ em sẽ chạy ra ngoài kia nhé. Bây giờ em chạy ra ngoài đường liên xã cho anh chị xem nhé. Nhà dân này. Dân cư ở kín rồi, đang xây nhà. Ở đây là chợ cũ ngày xưa, chợ này là chợ cũ ngày xưa. Bây giờ chuyển ra ngoài kia người ta gọi là chợ chiều, chợ mới đấy. Đó. Đây là chợ cũ nha anh chị đấy. Và em chạy một chút xíu nữa, khoảng 50 mét nữa thì tới đường liên xã, mà tìm được nhựa đường liên xã. Đấy, thì đây là mặt tiền đường liên xã, hướng này đi lên chợ mới tầm khoảng 500 mét. Và hướng này đi xuống dưới kia cũng thông xuống đường mòn Hồ Chí Minh. Đấy. Đấy, thì anh chị nào có nhu cầu đầu tư thì hãy nhanh
Hãy nhanh tay bấm số điện thoại 0356 555579 để liên hệ với em để đi xem đất, hoặc có nhu cầu đầu tư thì hãy liên hệ nhanh với em. Tại vì đây là một miếng đất nằm dài 26 mét mà có 50 mét thổ cư mà đường thông, với giá này là rất là hợp lý. Ở trên khu này bây giờ nếu như đường bê tông hoặc là đường đất mà có thổ cư thì tầm khoảng 107 đến 600 triệu nha anh chị. Rồi em kính chào quý anh chị.